hướng dẫn cách làm son môi tại nhà bằng củ dền theo cách nhanh nhất và dễ nhất. Chẳng cần tốn tiền mua son môi, bạn có thể tự tay làm thỏi son handmade từ củ dền. Thỏi son này không những làm cho đôi môi của bạn trở nên tươi tắn rạng rỡ hơn mà còn giúp dưỡng ẩm môi, và điều tuyệt vời nhất là nó hoàn toàn không chứa chì nên bạn có thể yên tâm đối với sức khỏe của mình nhé. Chưa đến 15 phút, bạn sẽ có ngay thỏi son từ củ dền và Vaseline. Hãy cùng kênh Phai Đẹp tham khảo ngay cách làm bạn nhé. Nào chúng ta bắt đầu. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị. Thứ nhất là một củ dền đỏ. Củ dền này các bạn có thể mua ở hàng rau ở ngoài chợ, giá cũng rất rẻ thôi. Củ này mình mua có hơn 10.000. Thứ hai là một ít Vaseline. Chúng ta cần khoảng 1 thìa. Nguyên liệu thứ ba là một ít dầu dừa. Đây là 3 nguyên liệu mà chúng ta cần. Cách để bạn thực hiện như sau. Trước tiên là chúng ta cần sơ chế củ dền. Bạn hãy gọt sạch vỏ của củ dền. Sau đó bạn hãy thái củ dền vào máy xay sinh tố. Chúng ta sẽ phải xay củ dền thật nhỏ ra để vắt lấy nước. Xong rồi. Bây giờ mình sẽ đem đi xay. Các bạn nhớ xay thật nhuyễn củ dền ra nhé. Đây là củ dền mình đã xay xong. Bây giờ mình sẽ lấy dây lọc và chúng ta sẽ tiến hành lọc lấy nước cốt của củ dền. Đây là nước củ dền nguyên chất các bạn nhé. Như vậy là mình đã lọc xong được nước củ dền và đây là toàn bộ phần nước củ dền nguyên chất mà chúng ta thu được. Ở phương pháp làm son này chúng ta không cần nhiều đâu các bạn ạ. Sau đó bạn cần một chiếc bát tô lớn và bạn hãy đổ nước đun sôi vào trong bát tô này. Bạn cần một chiếc bát hoặc là một chiếc cốc nhỏ để chúng ta cho vào trong bát nước nóng cho Vaseline tan chảy ra. Ở đây mình sử dụng một chiếc cốc bằng inox. Bạn cho khoảng 1 thìa Vaseline vào và ngâm vào trong bát nước nóng để cho Vaseline tan chảy ra. Các bạn có thể quan sát thấy là khi gặp nước nóng thì thìa Vaseline của chúng ta đang tan chảy dần. Chúng ta sẽ phải đợi cho Vaseline tan chảy hoàn toàn ra, chảy thành nước luôn. Như vậy là Vaseline của chúng ta đã tan chảy ra rồi đấy, các bạn có thể quan sát thấy. Đây là nước Vaseline đã tan chảy. Bây giờ chúng ta cho khoảng 2 thìa nước củ dền vào với cái cốc Vaseline này. Tiếp đó, bạn cho 1 thìa dầu dừa. Như vậy là 1 thìa Vaseline thì chúng ta sẽ cần 2 thìa nước củ dền và 1 thìa dầu dừa. Lúc này thì bạn tiếp tục để cái cốc này vào trong bát nước nóng để cho 3 nguyên liệu này tan chảy vào nhau. Sau đó thì bạn chỉ cần đổ nước này vào trong cái khuôn. Bạn có thể đổ vào lọ hoặc là đổ vào khuôn đựng son đều được. Ở đây thì mình đổ tạm vào một chiếc nắp. Hỗn hợp khi đang nóng thì chúng ta thấy là vẫn còn đang ở cái dạng lỏng. Sau đó thì khi nguội nó sẽ đặc dần. Và đây là hỗn hợp của chúng ta khi nguội. Nó sẽ đông lại như thế này. Các bạn có thể quan sát thấy. Đến đây là xong rồi đấy.
Với loại son này thì các bạn có thể bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh và chúng ta dùng trong cả tháng đấy. Bây giờ mình sẽ test thử son này lên tay để cho các bạn xem màu nhé. Đây là lần bôi thứ nhất, các bạn thấy đây là lần bôi thứ nhất này thì màu chưa lên mấy. Ở lần bôi thứ hai thì màu bắt đầu lên dần. Đây là son tự làm bằng củ dền, chúng ta thấy là màu không lên nhanh. Nhưng lần thứ hai chúng ta thấy là màu đã bắt đầu lên rõ rồi đấy. Bạn nào muốn màu càng đậm thì chúng ta bôi nhiều lần. Mình tiếp tục bôi lần thứ ba nhé. Các bạn thấy không? Màu đang lên rất nhanh. Lần thứ tư này, màu đậm hơn rất nhiều rồi. Các bạn nhìn thấy rõ màu chưa? Để mình để xa các bạn sẽ quan sát rõ hơn. Đấy, nếu bạn nào muốn màu đậm hơn các bạn cứ tiếp tục bôi như vậy. Các bạn thấy màu son này thế nào? Bây giờ mình lau đi này. Sau khi lau bằng giấy mình cọ rất mạnh, nhưng chúng ta thấy là khả năng bám dính của loại son này cũng rất tốt. Bạn thấy sao về loại son này? Bạn hãy thử và trải nghiệm ngay hôm nay nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.